Hello, mến chào cô dì, chú thím, chị cùng các bạn trẻ gần xa quay trở lại kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên như thường lệ, cho em Thái Bảo xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị bà con trên mọi miền đất nước một lời chúc mạnh khỏe, một lời chào thân thương và luôn tôn trọng nhất. Thì hôm nay em về cũng khá khá xe, em hỗ trợ cho bà con cô dì chú bác mình những chiếc xe làm phương tiện đi lại nghe. Và địa chỉ của em này cô chú anh chị ơi, cửa hàng Xe Máy Thái Bảo là số nhà 60, đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Và cửa hàng em nằm vị trí là gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nghe, gần ngã tư Gò Dưa. Anh chị không biết đường về cửa hàng cứ tới đó alo em tặng tình đấu cô chú anh chị mình. Và đặc biệt bên cửa hàng Xe Máy Thái Bảo bán hàng bên em đó cô dì chú bác ơi, bán hàng nhưng vẫn có là hỗ trợ này, ship xa này, vẫn bảo hành cho cô chú anh chị xe cũ này, ship xa này, tặng quà này, rồi trả gốc không đồng, nhận ngay xe và đăng ký xe. Thì trong nghề xe cũ thì nghề làm dâu trăm họ bà con mình ơi, đúng không? Thì nói chung nó không được hoàn thiện 100% như lời nghĩ của cô dù chị bác mình. Đôi khi một chiếc xe em về em chạy sơ qua thôi, em chưa có trải nghiệm xe, thì anh chị chạy trong một tuần rủ như trong vài ngày, cái xe có trục trặc cái gì mà anh chị không thích cứ tới cửa hàng đổi xe khác. Em sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình đang hoàn từ chi tiết một này. Em đã chia sẻ cho là cô chú mình là cái giá tiền anh chị mua bao nhiêu đó vẫn còn là bao nhiêu. Thì bây giờ em đã chia sẻ chính xác cho bà con mình những chiếc xe thân thương nằm ở phía sau nhà. Dạ em kiểm tra chị, em thấy rồi đó, hôm có chạy em thấy rồi. Rồi cô dì chú bác ơi, cửa hàng Xe Máy Thái Bảo lúc nào cũng hỗ trợ bà con mà đầy đủ nghe. Ở đây bán xe, xe hết nhất em thay tại chỗ một con chim lùn về An Giang này, một con Elizabeth của em đi về Long Thành Đồng Nai này. Đây em chứng kiến rõ ràng em qua em thay nhất cho bà con mình luôn, chứ không phải bán hàng nhất lâu, nhất hãng, không có thay nhất đẻo. Đây là chạy luôn. Chi tiết thì khách hàng ủng hộ em rất là nhiều. Em cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi clip của em. Thì trong luật mua bán thì có những cái gì mà không hay ý không đẹp, cô chú anh chị góp ý giùm em và chia sẻ những là hay ý đẹp cho em, cảm ơn rất là nhiều. Và không để bà con mình chờ đợi lâu nữa, vấn đề chính thì hôm nay em review cho những cô chú anh chị mình những chiếc xe. Đây xe quá trời này, về trong nhà mình có con nào em hỗ trợ bà con mình con đó nghe. Rồi hiện tại bây giờ là em mở đầu live hôm nay thì mình chơi một con triệu người mê có một người chê nghe. Ngày xưa là xe này thì nói chung quy là bao nhiêu người mơ ước một con đi lần nghe bà con cô bác anh chị mình ơi. Nói đờ lanh là nước không sôi nghe, xe dọn full nguyên con 150 đúng bản, vỏ bánh trước sau về chạy mọi chức năng hoạt động bình thường. Nó cái lai đờ lanh anh chị có đồng hồ này, trên xăng để bật chìa khóa còn còn gì không đó, nó có như vậy, em quay như vậy ngày đó chính xác cho bà con mình. Máy móc là khỏi cần bàn, bao chạy 12 củ 500 cành. Đó 12.500.000 biển số còn nhất luôn nha bà con mình. Đó xe đúng 150 nghe, chứ không phải 125. Em bán làm chia sẻ chính xác cho bà con mình. Rồi tiếp theo là em Vision, con này là 59G1. Rồi Sài Gòn tình yêu của tôi thì con này thì nói chung quy là xe chín nguyên con, chín toàn tập, chưa động con ốc, cản vọng còn luôn. 12.500.000 có bớt chút lọc cho bà con mình đến cửa hàng lấy vật ship đi. Em chia sẻ rõ ràng hôm nay em báo giá nhanh gọn lẹ, không có lòng vòng lèo veo. Nó qua nó lại là cũng đem nhức đầu, văn hoa cũng vậy nhiều thôi. Làm người quan trọng nhất là chữ tâm, tính, tài, đức. Rồi đừng gieo ra lúa sẽ gặt được lúa, gieo lúa không bao giờ thành mía được anh chị ạ. Đó chính xác một câu nghe. Vậy bà con mình tự hiểu và tự chia sẻ với em, Việt Nam tiền nào của đó. 12 năm có bớt lọc nè. Rồi cô Diệu Thiếm kêu 12 năm đúng không? Bây giờ kêu con nó 12 năm là nó cao quá. Bây giờ vô lái con này cho em nè, em chia sẻ 10.300.000 cành, 63B3 4417. Xe này vỏ bánh trước sau như mới, dàn lông có bắn dặm một vài điểm nghe. Em chia rõ ràng chính xác nè, 10 củ 300 cành cho bà con mình luôn đó. Được quyền lựa chọn mà, còn có nhiều con cao hơn nữa, mà nhiều con thấp hơn nữa, nhưng mà mua có xe cũng phải sáng tài sáng đất chút. Cô gì chú bác mình về tới nhà hoặc là đi ở phòng trọ hay về tới nhà địa phương mà hỏi mua xe đâu gớm ghê vậy trời. Thấy cái xe muốn ói, thành thử là chất lượng của em là đứng hàng đầu. Thì cô chú chị tham khảo qua là cứ chia sẻ về chất lượng là em sẽ chia sẻ. Rồi tiếp theo là một con này là một con Future Mập 2016, tình trạng xe đầu cậu khói, máy chìm dàn lông dàn lá đều sạch sẽ, vỏ bánh trước sau ok, về vận hành tốt, cái nào em bảo hành 1 năm hết nghe. Chứ không nói ăn bậy, không nói bậy đâu nghe. Nói được là làm được, ta chữ á, thử là cái diện chính xác có là mình nói. Đèn cài phục phèo này, mâm bọng zin này, đồ thẳng này đó anh chị thấy. Xe có trầy một vài chấm nhỏ ngay, không có mới can, em báo rõ ràng ngay chứ không có, em nói xạo. Nó có trầy thì em sẽ báo trầy và vài chấm cho bà con mình. 59F179 đuôi thần tài nè anh chị. Rồi con này bán cô chú chị mà 15 củ 200 cành.
Đó, 2016 ngày 15.200.000, xe này xuất hóa đơn nghe bà con mình. À, tiền hóa đơn bà con mình trả, em chia sẻ hóa đơn rõ nghe. Rồi con nào được em làm luôn. Và hôm nay em về một con này là một con Neo GT 59L2. Thì Neo GT cô chú biết rồi, nó là con này riêng toàn tập, chỉ đi cặp phục này riêng thôi. Nay thì cũng 3 triệu mấy anh chị, phục này riêng. Còn tình trạng xe bọc keo nguyên con, ốc nháy còn 7 màu, chân giò đẹp nghe. À, được có cái xe nặng 3 màu nghe bà con mình. Xe này nó là đỏ đen xám, ít lắm, ít có khi nào có con Neo GT mà 3 màu đâu. À, nhưng GT nào GT đúng 3 màu cho em luôn nghe. À, chân giò ốc nháy anh chị coi nè, đầu cổ là biết chịch. Đó, nhìn vô rồi thấy hợp lý, hợp tình. Thì bà con mình chia sẻ với em con này, em bán thì có sao em nói vậy đất cha thì chứ được. Dạ. Nhưng mà nhức đầu anh chị hỏi trong nhà em, chị hỏi mà trong nhà em á. Đây, đây. Rồi, cái này nè. Anh chị coi này, lốc nè. Đúng chưa? Neo GT của em này 28 cũ 500 cành nghe. Rồi, neo kim nhiêu tiền, tiền nào của đó em nói cô chú anh chị mà rồi. Chính xác báo giá nhanh gọn lẹ. Còn quy trình bà xã mua nhiều biết mà đẹp quá, chắc cũng hơi cao đây. Con này phải hơn 13. À, chắc cũng hơi cao á. Đó, anh chị coi nè. Lốc chân giò của nó này. Ốc nó còn chín màu luôn. 71 bánh tè. Rồi chia sẻ với em con này đẹp lắm, con này đẹp lộng lẫy chắc nó hàng 13 đó anh chị coi được thì có gì chia sẻ với em. Nhớ mới lục keo em cũng biết giá nữa. Có gì anh chị alo hỏi em tư vấn trả lời cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo là con này. Hả? Nó quay rồi, để đó đi. Đây, đồng nai qua này ủng hộ Alajabet vợ chồng anh chị rất là nhiệt tình, dù ít dù nhiều, dù dở dù hay nha mọi người, đến từ ở đâu đến mình ủng hộ hết, mình chia sẻ hết. Long Thành đồng nai Alajabet đẹp cột, nói danh dự chất lượng bảo hành bao chạy. Còn mà em nói thật anh chị mua xe mà người ta biết giờ ăn tôi muốn bò đi mà ra giờ 30.000 45.000 73.000 mà ngon mà 45.000 không giờ có được, tự là em mới nói thật lòng thực tế mà nó giải thích như khách hàng như vậy. Đây 64K1, một con chiếc chích 51 đầu, em bao chiếc chích nghe, còn quen pha lên chiếc chích là khác, em bao chính xác là chiếc chích, em sẽ nói chiếc chích. Tình trạng xe dọn full nguyên con, nó dọn full, chị biết dọn full nguyên con, giá con này chia sẻ bà con 17 củ khoai. Chiếc chích nghe, còn quen pha thì sẽ hơn, còn chiếc chích thì 51 đầu nó mắc hơn, em mới chia sẻ 50-51 đầu mới vô chiếc chích nghe bà con mình. Nữa là em mới chia sẻ chính xác, đúng chiếc chích, hàng của em đưa ra là 100% xe dọn full nguyên con. Đó, bà con mình khỏi dọn, giờ mua sát mười mấy triệu rồi dọn sao nổi đúng không, chia sẻ với em con này. Rồi. Đó. Anh chị thấy hợp lý hợp tình là vô chia sẻ với em liền. Đó. Đây cũng ở đây là một con quay ếch gì rồi, em có báo giá cho cô chú anh chị mình. Con này anh kia anh đặt cọc cho con gái ảnh chiếc xe này, nhưng cũng tội nó có tình người mà. 59X2 này em bán 7 cũ thôi. À, nhưng mà ảnh 7 cũ là tại cửa hàng đó anh có đặt cọc cho em 1 triệu. Thì sau khi anh đặt cọc rồi á là con gái anh lại thiện nít mà, có đâu có thích mấy cái xe này, mình đi dung đi đồng đi công chuyện á thì là thích cái xe ga. Thì anh có mua cái xe ga quay cái future, anh mua cái future mập cho nó rồi, thì bây giờ anh sẽ chia sẻ bà con mình là 7 triệu đồng y giá cũ không thay đổi, xe bánh mâm vàng lông vàng lá đều trên dưới trước sau giờ đi đồng đi dung đi lại công trình này. Anh chị đi xe Trung Quốc là bao nhiêu tiền rồi mà xe này bà con mình chạy thử 7 triệu chạy 3 năm đã bán được nhiêu, dùng phụ trang được 5 triệu, tại vì xe Nhật mà đâu có thể mất hơn được Trung Quốc, nhận bán 4 triệu mấy 5 triệu rồi. À, nếu mình đã chia sẻ chính xác cho bà con mình cùng người ấy, chân giò sạch sẽ thẳng tưng. À, mình thấy như nào mình cứ làm y vậy luôn, rồi quay ấy nghe có 7 cũ thôi. Đi lô cô su này, đi cậu mũ, đi công chuyện, đi làm cái gì cũng được hết á. Chất lượng nó có thiệt. Còn cái xe mà dập thì em không nói rồi, nhưng mà em mấy em bao chạy bảo hành 6 tháng. Rồi chơi luôn. 6 tháng là sáng tháo á, hư luôn á. Không có đâu, giỡn còn nguyên á. Rồi ok này. Con này là con 84B1 của Trà Vinh. À, em có đít cả nghiêng nghiêng nữa. Thì con xe rim này em cũng không biết là bà xã mua nhiêu tiền nữa, em cũng chưa coi. Xe tình trạng xe mình sửa bấm điện còn nghe, xe dọn sạch full. Thôi em bán 114 năm đi. Là lỗi chứ không biết. À, tiền sau cô xe được còn hết nghe. Em thấy sơ sơ em quay cho bà con coi xe dọn sạch sẽ thẳng xe. Nói chung rất là đều chiếc xe đó. Thì super rim mà bà con. À, thì em bây giờ em bán 14 năm anh chị đã thấy có hợp lý hợp tình thì vô chia sẻ với em. Em cũng không có dồn qua kỹ xe mà. Có nhiều em chưa rửa nước lạnh mới về quăng đây luôn. Chuẩn bị rửa dục đây luôn. Đó, anh chị thêm anh chị coi đây. Nó bị gãy gắt giò rồi, em sẽ mua tặng anh chị gắt giò. Rồi, chia sẻ với em. Rồi quanh pha này. À, con này ngó như vậy chứ không phải như vậy. Quanh pha này cái máy cũng cực ngon nè. Nhìn trước nhìn sau Gucci con. À, cái đầu riêng anh chị. Được cái đầu bò riêng chưa đó. Em nói chị coi đầu riêng đó. Cánh bướm chưa mở luôn đó. Thì con này 10 cũ 500 cành. Nó chung không có bẩn ngoài. Nó có sao vậy, lốc đẹp, đồ thẳng. Thì thấy cái xe thẳng vậy thì mình mua đi làm đi. Anh chị cứ mượn tượng và tưởng tượng. Thời gian sau anh chị xài anh chị biết nó có chất lượng không. Rồi bán lại cho em bao nhiêu tiền. Em chia sẻ chính xác. Gucci.
còn hết luôn cho bà con mình luôn nghe. Đó, như con này em chia sẻ cái gì đâu, 36 cây chính thì em cũng chia sẻ cho anh em mình. Mười củ 500 cạch, có giảm chút lọc cho anh em đổ xăng, uống đi nước trà tình nghĩa với em. Đó, chia sẻ với em nghe. Rồi Sonic này 2022 nè, đi cặp vỏ Michelin nè, à, mâm gất kinh bôi nè, đó, xài đĩa lớn nè. Xe này bên em xả 2022 đúng đời cho bà con mình luôn nghe. Nên em xả 22 củ 500 cành, em xả luôn 2022. Rồi. Hai không hai mươi hai nghe, mà em bán có 22.500. Ok nè, xong 2022 nghe, hỗ trợ chiếu sáng đầy đủ rồi. Một con Win, một con Win giọng rất là dễ thương. Đó, nó đều vậy nè. Một con Win giọng giữa Indo các bà con, rất dễ thương, xe này dễ thương lắm, dễ nhìn nè, đó, đẹp nghe. 14 củ 500 cành, nó giảm còn 14 củ. Đó, chị coi đi. 61C2. Còn cái máy nó vấn đề gì nè chị làm cho. Đó, chia sẻ với em nè. Bị lồng nước vô máy đúng không? Rồi, chính xác luôn, đẹp không? Dễ thương không? Đó. Rồi, 14 củ nha bà con mình. Quy Nhiên Đô 59U1 này. Rồi con này em bán bà con 14 củ 800 tại cửa hàng này. Bữa nay em vô máy muốn đồ được nghe. Nó thành ra như vậy. Rồi chia sẻ em này con Future 1 này. Dạ luôn. Quá liên lạc luôn. Dàn áo có giọng nhẹ nhẹ nghe. Đồ. Đồ combo nghe. Đó, anh đi coi. Để em coi chiếc khác cho anh thì được, anh có mấy chiếc rồi mà. Chiếc này người ta vừa cọc sự kiện xong á. Dạ dạ. Future 1. Ok. Rồi 9 củ rưỡi, một con Jupiter nhập Thái nghe, mất cú. Nhớ giùm em. Nó liền liền thì đó, nó hơi liền liền chút nha bà con mình, xe liền liền nghe, sạch sạch. Đó. Anh để em quay con khác cho với con này người ta còn có lỗi. 79L5. Rồi con này Jupiter nhập Thái nè. Anh ở Vĩnh Long hả? Bên lớp hả? Trời ơi, cái ông này cũng coi xong cái ông đem cho. Còn một con không? Đẹp hơn con này bên kia kìa. Để em gửi con mình nhôm cho anh được không? Dạ dạ. Rồi chia sẻ bà con mình nè. Jupiter mắc cú. Có nhiều tiền đâu bà con. 9 củ rưỡi xe nhập Thái nghe. Có bớt chút lọc bà con mà đổ xăng chạy về. Đậu hơi xe nhập Thái 9 củ rưỡi chạy cái tê như ly cà phê. Rồi tiếp tục cho em nè. Để cho kêu qua em được kìa. Future 2, một con Future 2 thì bà con cũng biết rồi, cái Future 2 thì nó là xe nhập nghe. Future 2 nghe. Rồi. Xe là tình trạng xe có dọn nhẹ nhưng xe đẹp lắm bà con ơi, xe thẳng lắm, ngay chủ ký giấy, được có ngay chủ ký giấy. Chiếc này á F3 thì con này chia sẻ bà con mình 16 củ 5 nghe, xe quá thẳng cái máy em nổ anh thiệt anh chị á, mê hồn hơn luôn. Bao máy nghe, sản phẩm bảo hành 1 năm, đi cái đầu quay y luôn rồi đó, ngay chủ ký giấy 16 năm. Rồi tiếp theo cô chú anh chị mình ơi, tiếp tục tới một con Liberty S nè. À, Liberty này
Ly bà ti bánh mâm đen nè, 2015 nghe, bản cuối nha bà con mình. Nó là màu xám ghi, nhưng người ta sơn là màu xám xi măng á, cho nó đẹp, nó thẳng câu vậy đi cho nó khỏe. Đó là xám ghi mà đi màu xám xi măng cho nó nổi xe, rất thẳng tân. Em chia sẻ bà con mình 13 củ 800 cành. Ly bà ti nghe, 2015 hết đời. Ly bà ti S. Rồi nãy em lè về một con Ali, con AB mắc cú 125 mà con sáng đẹp, em nói động trời luôn chị ạ. Đó, cái màu cũng đẹp mà sáng cũng đẹp nè. Trên phố ngay chủ nghe, bà con mình coi nó có tề một hai chín nhỏ nhỏ không đáng kể nghe. Còn chân giò bán gì coi. Nó mới như là như chưa từng được mới. Đó, bà con mình tham khảo sơ qua và chia sẻ với em mấy con xe này. Đó. Đó, con nghiên cứu giùm em nè. Đẹp quá trời luôn, không bấm khen, không khen mà sẽ đẹp nghe. 59V1 17 củ 5 đó, chị thấy cái này đẹp không? Rồi 14 củ 5 có trong nhà, 13 củ 5 em có luôn, giá nào em cũng có cho bà con mình hết, đúng không? Thành ra là chia sẻ thật lòng, em làm cái gì ra cái đó. Rồi tiếp theo là con này 93P1 Novo 6. Xe này liên lạc mấy em bao chạy nghe, 10 lẻ mấy, 10 lẻ 5. Đó, bà con có chốt được con Novo 6 thì chia sẻ với em. Thì cái này giá nào cũng có, xe chất lượng, bảo hành cho bà con mình đó. Cứ coi được là mình làm việc. Rồi đầu bò, lại là đầu bò này bà con đó. Tem 3D hoa văn lộng lẫy tình thương. Đó. Đó, đầu bò anh chị thấy chưa? Cái giá cũng hợp lý này. Em bán điên này. 11 củ, 108 bán luôn, bán hết. Đầu bò ở đây nó chỉ có cái xe này, không có cái xe dập dập đâu. Máy zin, xe zin. Tùy theo con. Em chia sẻ hết sức cho bà con mình luôn. Rồi quay S nè. Đi làm, đi công trình. Rồi em bán con này cho anh chị mình bao nhiêu đây? 7 triệu rưỡi thôi. Xe bẻ miếng con này nghe. Đó, còn đồ riêng hết nghe, liền là 7 củ rưỡi đi làm. Chứ nó đẹp thì không đẹp đâu bà con ơi. Có thể giảm chút lọc cho bà con mình tới cửa hàng. Rồi đổ miếng xăng chạy về. Đó, đồ thì rất là liền, đeo đồ. Đó. Rồi tiếp theo của bên này thì em có là con một filter 2. Thì cái giá là cũng có, anh chị mua 15, 16, 7, 18, 20 mà đặt cọc rồi. Một Phật con này người ta có đặt cọc rồi nghe anh chị. Em quay bảy cái là người ta like em nữa. Rồi xi rút này nhập Thái nghe, đầu cũng hơi. Người ta đi bộ tem RC, biển số 70F6 2 là 7 đó bà con mình, sẽ nhập Thái nghe. Có dùng xe cũng sáng tài lắm. Em bán 7 triệu 9 thôi. 7 triệu 9 thì anh chị thấy hợp lý không? Tới cái hàm giảm lọc giảm lá cho. Xi rút nhập Thái đầu cũng hơi nghe. Em báo rõ ràng máy là cực ngon, bao chạy. Rồi xe là tới cái hàm để 7 triệu 8 luôn cũng được. Cái giá cũng hợp lý cho bà con mình đi. Đây xe BR thì cũng có người cọc vô rồi, nhưng mà nghĩ người ta cười, người có 1m6, 1m4 chứ mà mua xe BR tèo lên không được. Đó thôi, ở xa chuyển cọc rồi tới cái thôi, em ngồi không vừa, em xin cọc ok anh trả lại cho không sao hết. Anh chị em mình mua xe BR 150 này, xe BR 150 riêng toàn tập nghe, máy riêng xe riêng hết toàn bộ, không động chạm, không sân dập. 150 nghe bà con mình, xe BR 150 giá của em đưa ra cho bà con mình con xe này là 26 củ, bớt 500 luôn, còn 25 năm xe có chuẩn mua mới 80 mấy củ. CBR đúng cho bà con Honda, hàng Honda nghe. Moto CBR 59L2 36136. Rồi có tiếp tục đó anh chị coi, đó CBR của em này. Nó có nổ máy không mà nè. Thank you.
một MCB là quá chuẩn và cực chuẩn cho bà con mình luôn, một MCB rồi, còn những xe anh em cộng hết rồi. À, xe thì nhiều hôm em quay nó bị nhạt nhạt sao đó thôi, còn bà con mà có thấy cái gì hay cứ vô chia sẻ với em luôn nghe. À, tại chân em là phía tây nhà nó còn nhiều xe lắm. À, đi đây à, giờ em review xe ga nghe, mỗi chân mỗi giò quá bà con ơi. Biết đâu mà đổi, biết đâu mà lần gái quá chừng nhiều rồi đó. Quá trời nhiều luôn, để em tập một thắng xuống quay không có dầu. Rồi về xe ga này, nó hỗ trợ con 23 đời đầu của bà con mình, 23 đây, SH cao nghe, H5 xe chạy hai mấy ngàn, xe còn tình trạng xe rất đẹp nghe, bản xì bốt bo. À, con này có trài chỗ này chút em quay rõ ràng. À, còn tất cả nó liền lạc từ trên dưới trong ngoài, không bị gì đâu đó bà con mà coi tham khảo chia sẻ cùng với em nè. Năm 9M1 quận 11, xe này giá khởi điểm đưa cho bà con mình là 38 củ này xả luôn nè. Hôm nay em về một con SH nhập ý nghe, 60B7, con này là 44 triệu nghe anh chị, 44 triệu nhập ý nghe, tình trạng xe chiên nghe, áo quần chi một keo nguyên con, lò mới lục keo luôn anh chị coi. Đó, em giảm lọc giảm lá cho xe mua trong nhà ta luôn. Chiếc này là em nói là ăn chiên từ cái bờ cổ tay cầm còn hết nghe, đồng hồ cù lẫn ốc tán thì còn nguyên hết. Đó. Đó. 150 nghe bà con, chứ phải 125 luôn nghe, xe nhập ý luôn, em chia sẻ chính xác con xe này rồi. Giá thì hơn 40, anh chị coi thì chia sẻ với em, chứ còn em mua 40 triệu rồi. Nếu mà được em chốt luôn, không được em để em chạy, chạy ngon lắm, máy là bao phê. Rồi, model. Anh em nhờ một câu. Model thì con này đèn led chị biết rồi, 62N1. À, con này đi nóc nguyên con, xe không lỗi nhiều. Xe chạy mười mấy ngàn cây à. Cho nên không có bàn cãi tới cái độ ngàn nữa, nó còn mới quá. Đây. Chân vỏ ốc tán luôn, đèn led nghe bà con, chỗ đây tràn chút nè. Rồi có sao bán y vậy luôn đó. 46 củ, anh chị em mình vui lòng chia tay chốt đơn con này, 46 củ nghe. Rồi em báo nhanh không có văn hoa nó mệt nhức đầu. Mua bán thì bây giờ mà khi đã hiểu các anh em rồi thì cô chú anh chị thương em chia sẻ cùng em, cảm ơn rất là nhiều. Quý sinh nè, cũng đẹp như nàng tiên cá luôn bà con ơi. Đó, này khóa mít cây ngày 2020 sao á, để em coi phải đúng không ta. Đúng rồi, này khóa mít cây 2019 đây, đời cuối của nó. Nó xe thì đèo xe lắm, nhưng có trầy một hai chút thì xe chinh mà bà con. Làm sao tránh khỏi được nữ đi thì phải có chuyến dướng trầy với 2019 giờ 20 tại đây mấy năm rồi, biển sau đừng tài 71B3 bánh xe. Thì con này cũng 22 triệu. Ừ, chia sẻ mình 22 triệu. Có giảm la giảm lọc bà con một chút, nó thẳng vậy, để dễ mua dễ bán. Máy chinh bảo hành 1 năm. Rồi, đâu bao giờ kiếm được con này không? Còn ít lắm. Đèn led 2017, màu vàng đồng 3D anh chị biết rồi. Ốc nháy chân giò này, nó phải có chất lượng giá trị của xe này rất là thẳng. Bợm xe lắm nghe. Biết 2010 mấy kệ, bố không nhớ nữa, nhưng mà cái màu vàng đồng đẹp quá, thôi mình vô mình bán luôn cho bà con mình con này. Ừ, coi xe đây, cảng có tài 94K1 xe bạc liêu. Đi hồi bạc ngửa luôn, bán chị mình con này bên em bán em giảm giá cho 20 triệu 19.9 thôi. Em mua 19 năm đó, mấy trăm ngàn một con xe. Đó anh chị coi được, cái bạn Zalo em gửi cho. Xám xi măng 2022 150 hàng bỏ mẫu. Xe chạy mười mấy ngàn. Khỏi bàn, ngay chủ ngay tên, câu điện mới khỏi nói rồi. 2022 85 củ. Đó, bà con mình mua là vô chia sẻ với em luôn. 85 củ màu xám xi măng nghe. Xe mới không chịu nổi luôn. Lai nữa không? Nữa con này rồi. Mới như chưa từng được mới luôn. Cũng 2022 luôn. Màu trắng.
78 củ bao hồ sơ, 76 củ công chứng ủy quyền. Bà con mình chọn con nào vô chia sẻ với em. À, con này mới nữa mất can luôn. 67H1 Tân Châu An Giang. Cô dì chú thím anh chị mình đồng hành chia sẻ với em đi. Mời lắm mọi người. Đó. Chi tiết thì anh chị các bạn Zalo em gửi lại cho coi cho rõ ràng hơn. Rồi tiếp tục. Gender đèn led Vario, Vespa và Alex. Alex Thái. Từ những con xe này em chia sẻ với bà con mình này dây. Trên đời thì đẹp mỹ miều, không té không lỗi này, chỗ này có tràn chút thôi bà con, mình chỉ rõ ràng đó. Còn tất cả xe riêng hết, không đâm đụng té ngã. Đèn led có xịt bích cây thắng ABS. À, con này mua mới 49 triệu. Bây giờ em chia sẻ với bà con mình con xe này mới lắm, 26 củ, lỗ cũng nhiều đó. Lần thử anh chị mình thấy xe cái đất mà mua cái hàng xe mới sửa còn luôn. Còn tem phiếu hành đầy đủ ngay xe thẳng tưng cho bà con mình luôn, 26 triệu này, đẹp quá trời đẹp luôn. À, tem năng lượng này, nhìn xe biết em bán là chính xác xe cho bà con mình luôn. Con nào ngon nó ngon. Vario 26 củ 500, em xả luôn 68G1, 125 nghe, xe đẹp lắm đó. Chân vỏ nháy còn sáng trắng đó, anh chị coi là em thấy là nó còn sáng còn khá. Thì báo cáo bà con mình luôn, 125 quá chia. Con này 26 củ 500 cành, em bán ra cái giá bộ đội cho bà con mình chốt đơn này. Rồi tiếp theo là con này là con 59X2, con này là con Vespa Prima. Thì đời 2016-17 bà con mình xe cũng khá zin nghe, máy zin tình trạng xe zin ngay chủ ký giấy, con này ngay tay ngay chủ, nhưng nó cũng có dầm là 1-2 điểm, tại vì nữ đi có trầy xước nghe bà con mình. Đó. Thì mình thấy cái điểm nó hợp lý, xe này cặp kiến còn, trước sau còn, 27 nghe bà con, nhìn xe em coi nè, nó quá dễ thương mà dễ nhìn luôn. Chia sẻ đây, lâu lâu cũng vô con cho nó vui nè. Rồi con này chia sẻ bà con mình 23 củ, có giảm lọc lá này. Đó, mua mới 70 mấy củ lần, Prima đó, em có tem còn rõ ràng cho bà con mình luôn đó, nói chính xác. Rồi lại thêm một con này nữa là con Alex này, con này đẹp nè, ngay chủ ký giấy ngay màu đen nhám, nói chung quy là xe khá lắm, khá lắm bà con ơi, thương lắm miền Trung ơi. Lâm Đồng 49K thành phố Bảo Lộc các bà con mình, 23 củ khóa mít cây treo toàn tân luôn, 2019 đến 2020 hàng hết đời bỏ mẫu rồi. Anh chị bà con là thấy hợp lý con xe này vô chia sẻ với em. Còn là thấy ông anh không gửi con xe này thì ông kênh 52 triệu bán cho mảnh đó, anh chị được coi thì mua, tại vì xe này người ta gửi nghe, con này 21 xe chi ngay chỗ anh định danh đó. À, bà con coi thì vô chia sẻ với em. Còn như cặp Tender này thì cái Tender mà nhiều lúc em nói anh chị là có một cặp, một con màu xanh này em bán 15.8, tình trạng xe em chuẩn lắm nghe. Anh chị có nhu cầu giá nào thì em sẽ chia sẻ giá đó cho, chứ còn có chất lượng thì bây giờ nó lý thuyết đi đâu với thực hành, chứ biểu em là bán mà nó rẻ mà ngon không có, em mua không được, nó thiệt em mua không được, em mua cái xe nào chuẩn thì em bán bà con mình chuẩn thôi. Gender này 70F1 15.8 này, xe thẳng quá trời thẳng luôn, cho nên sao thật sự đi trên đời nhiều ghê luôn á. Rồi tiếp tục trên đời tây ninh này, 70B1 này, con này đẹp nè bà con, bản đặc biệt này 16 năm, nó tiền nào của đó có giá nè cô chú chị mình thấy nhà thương em thì chia sẻ với em đồng, chứ em cũng bán nói chung là cũng rất nắng lòng mà chia sẻ với bà con mình, đâu phải bán hàng mà muốn bán muốn bỏ muốn bung gì đâu. À, cái nào trách nhiệm của em có mà, xe quá thẳng quá chuẩn luôn bà con. Rồi tiếp theo là con lắc te. Thì lắc te này các anh chị cũng biết là mới lần cũng 39-41 triệu, nên bản đặc biệt là hơn 41 triệu lắc te. Thì con này bây giờ em bán bà con 21 triệu, lỗ nặng em mua 25 triệu anh chị, nói cũng ai tin đâu. Cũng mất cây thắng ABS nha, bản đủ và xe không lỗi lầm hết, từ đầu đuôi chân đến giò 61G1. Bà con coi đi, được vô chia sẻ like với em lấy lắc te chạy đi, 21 củ à, rẻ như quy A mà sang trọng nữa, chất lượng cao đúng không. Lexico thì bà con mình sẽ tham khảo sơ qua, nó là 70H1. À, thì con Lexico này thì nói chung nó quá chuẩn, nó chuẩn phải hơn 10 triệu bà con ơi, chứ đẹp như vậy làm sao mình mua rẻ được cái xe này đúng không, con xe quá chuẩn đi mà,
Em mua 10 lẻ 5 đó, bà con mình thấy hợp lý vô chia sẻ với em con này. Có xì cồn đời cuối ngày năm số hết đời, hay là 7 hay 6 khác là hết đời, 21 22 rồi. 86B6 con đang đẹp lộng tờ luôn, hai chủ lên tên xe khỏi bàn cãi, đi xịn đẹp thì cái giá anh chị cũng biết đâu. Cái này không vô đạp nghe, 27 28 rồi nghe bà con. Mình cũng chia sẻ đất tổng còn hết, quay cho bà con mình chốt like thôi, chứ còn bây giờ biết xe nào đây đó. Xe khá lắm, chắc xe này cũng phải là giá khoảng 19 năm anh chị, 19 năm xe khá, màu trắng và khá dữ luôn nha. Cái cò này đây, chữ này lắc te, đó là nhiều mẫu xe để bà con mình lựa chọn. Rồi tiếp tục có những con xe giá ưu đãi cho anh chị em mình này. Liberty FE phun điện tử máy zin 8.3 triệu, xe không lỗi không đâm đụng, xe rất đều nha bà con mình. 8.3 có Liberty đẹp, còn cái này 6.7 cũ cũng có, nhưng mà em chia sẻ con này bảo hành của bà con mình á tới 5 lần. Có nào bán xe 8 cũ máy hàng vít 3 hàng xe sang này mà nó khó đồ mà em bảo hành năm không, không ai dám chơi, em chơi luôn. Rồi Lexico 93 này cũng là 10.500 nha bà con, xe đẹp quá đời cuối rồi, đời hết đời. Thì cái giá này anh chị có mua ở sau em có đó, 6.7 triệu 7 8 triệu, anh chị muốn chốt loại mẫu nào em chia sẻ mẫu đó cho. Đây là con này là một con Noya, nói chung xe có bán là một vài điểm nó mới ken màu vàng chanh nghe bà con mình. Nó màu vàng chanh nghe. Thì con này con số 36 chia sẻ bà con mình 9.2 triệu thôi, 9 cũ 200 cành cho em xe này. Ngọn vi sinh màu đỏ số 61 chắc cũng 18 mấy, xe không vô đạp, 61 D1 8 đầu, biển số đẹp 86 đu. Xe này thẳng quá, phải 18 mấy nghe bà con mình mua chia sẻ với em nghe. Xe cũng hết thuốc chữa rồi, em mua nói chung là xe đẹp, em bán xe chuẩn là cái giá nó chuẩn. Con này chắc cũng 18 cũ, anh chị mua bớt cho chút lọc nữa, ok, nó có giá nào cũng chia hết. Bà con mình thấy hợp lý hợp tình, thương em thấy bảo thì vô chia sẻ với em cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Rồi đây lại Liberty tiếp tục luôn, con này cũng cột luôn nè, máy zin xe zin bảo hành 1 năm nghe, 8 triệu máy luôn, 8.5 triệu. Liberty thì anh chị cứ mua thì chạy thôi, xe em bao chạy bảo hành 1 năm. Giá nào cũng có để chia sẻ khách hàng mình hết. Nói chung chỗ nào ông bẻ nứt là em sẽ hỗ trợ cho mình luôn. Rồi 49K1 10 cũ 5 câm, 10.500 cành đào, xe này là full xe, không lỗi không lầm không gì hết nghe bà con, mua chạy máy chi tình trạng mới đi, bảo hành 1 năm. Giờ tiếp tục thì em sẽ chia sẻ thêm một con nữa, một leader luôn 2011, em bán xe đời cao không nghe, máy dòng này đời dập dập máy đó em bán đi, máy chi nhất toàn bộ nghe. Xe này thì em bán bà con mình 9 cũ máy, 9 cũ 9, cũng 2011 luôn, xe cũng rất là đẹp, trên dưới trong ngoài đánh bỏng cầu hết, không bị gì hết á, xe thẳng tưng. Cái một bên này bị xước miếng lên, thấy xước miếng đó rồi, nó có như vậy thôi, còn tất cả là 9 cũ 9. Cái đó anh chị dặm 100.000 lẫn trở lại bình thường, em có dặm để cho anh chị coi rõ ràng chi tiết. Novo 4 hoặc là Novo tứ tứ hải dây huynh đệ này, con này 55i2 thì tình trạng xe nản viên tự như cục bị vàng lông vàng xám, chưa sân dặm bắn túc, chưa té ngã một lần, chưa đụng chạm cái gì hết, nó cũng sẽ cột lên, thì nhiều anh chị mua về chạy luôn, đầu cổ khít khe, không có đâm đụng té ngã gì, em bao luôn cho yên có đất này. Quay rõ ràng dây yên đất nghe, rồi quay chi tiết cho bà con mình coi hết luôn. Bên này chỗ này bị nứt một chút anh chị, đây giờ em quay rõ ràng đó, còn tất cả nó khít như kiến bò không lột, xe em bao đâm đụng nghe, đất cổ đất kia đông còn hết nghe, tất cả khít khe. 8 cũ rưỡi anh chị thấy nó bốn mắt lắm rồi, có 4 cũ luôn, cũng có nắng lồng nước cho chạy cũng được đâu, xe mà máy riêng em bao máy riêng bảo hành 1 năm, 8 cũ rưỡi bảo hành 1 năm đó anh chị coi để chia sẻ chi tiết với em. Rồi đầu bò như thường lệ là những đầu bò mà đẹp cứng vậy, cứng vậy thì đầu bò nó mỗi con một giá, nó còn chênh lệch nhau nhiêu đâu, 1-2 triệu đến con đầu bò à. Có thể con 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu là hết, nhưng những con xe dập lại không có bán, nói thật anh chị mà máy làm rồi em bán không được. Để bà con mình thương em vui vẻ chia sẻ, em chốt like con này cho, chứ còn thật ra mà nói xe dập bị em bán không nổi. 60B1 13 năm còn 1 năm nên em giảm cô chú chuyện còn 11 cũ đó, xe riêng nguyên con nghe, em bao riêng nguyên con bảo hành 1 năm. Rồi tiếp theo là con này thì mình sẽ chia sẻ đến bà con mình những con xe mà gọi là 22 Supreme
tình trạng xe riêng toàn tập ngay chủ ký giấy. Thì con này khỏi coi đậu của chinh hết, xe chinh mà con mà thiếu cái bẩn này. Em nói sao thiếu cái bẩn, con này 31 cũ 500 cạnh xe bên đời đầu này, kính hiệu ốc nháy cũng màu hết rồi bà con. Đó. Đó, sub bari. Rồi, một con phiêu chỉ neo FA 34 cũ nè bà con. Neo FA 93T7 34 cũ. Đó. Cái máy khỏi cần coi. Có giảm lọc lá cho bà con một chút. Neo FA 34 cũ có giảm lọc lá đó, anh chị coi được cho chia sẻ với. Đồ khá lắm mọi người. Nói chung xe này thì nói chung là nó trên dưới nó đủ loại hết, giá thì dưới 30 cũng có nó sáng đừng. Còn anh chị mua trên 30 thì xe chuẩn. Thường trên 40 thì xe nó cũng chưa gọi là ngang, mà trên 50 gọi là xe cục một chút. Thì cái giá nào mình cũng có chia sẻ khách hàng mình hết rồi, đúng không? Đó nè, đây nghe. Anh chị có nhu cầu chia sẻ với con này. Rồi tiếp theo là một Superim, con này riêng còn tập ngay chỗ người tên ký giấy quyền. Con này là nguyên chi cột hết cho bà con mình luôn. Chính xác nha, từ cái đầm căm bánh vỏ đầu cổ là em bao nhiêu máy móc lóc nồi tất cả 35 cũ giảm còn 34 cũ. Nếu bà con nào chia sẻ được con này cứ chia sẻ với em. Nó tùy giá, nó tùy duyên, anh chị đánh cái duyên nào hay giá nào bất cứ, mỗi chiếc xe thì một cái giá riêng. Nói chung là không thể mà cũng như một mét gạch mình lót nhà thôi. Em cho thí dụ thì không gặp đâm nói đó thôi. Có thể anh chị mua 80.000 có mấy gạch lỗi rồi, nhưng anh chị mua 200 cũng được, mà 2 triệu cũng được, mà 7 triệu cũng có mấy gạch vậy. Thì chiếc xe cũng tương tác cùng nhau. Thì bà con mình hiểu được thì chia sẻ cho em không. Chứ còn xe đẹp thì cái giá rẻ là đâu ai bán mình mua anh chị, đúng không? Nó phải vậy. Superim thì trường neo tim cốt. Rồi còn như con này em mua 80 triệu anh chị. Em mua em chạy chơi, con Superim của em chạy đúng 15.000 ngày cốt trước cốt sau chưa mở. Thì nhiều khi em lên cái giá em nói với anh chị các em khùng, đúng không? Em khùng có tổ chức mà, không có thẻ luôn á. Nhiều khi em bán em để đây cho em chơi, nhiều khi em cần thì em bán, em cần để em chơi. Thật nhiều khi trong nhà mình làm nghề xe mà. Nuôi chim á thì chết con chim á tiếc, chứ còn chiếc xe còn nguyên đây có mất mát gì đâu. Chim cá nó cũng vậy, như xe cộ là có thể còn nguyên, nó phải còn nguyên cho em đây. Đó chị coi, đó, anh chị coi như cái đầm giống như sơn à, nó mới cỡ đây, mới mở mắt em lói luôn mắt rồi đó. Nên là nhìn vô thì anh chị nghĩ là cái sáng sơn, không phải, đây là xe riêng nha anh chị. Nó khác liền, anh chị được quyền chọn mà. 35 triệu có, hay 31 triệu có, rồi 17, 18 triệu có, 15 triệu có, thậm chí là 9 triệu vẫn có cho anh chị một Superim. Mà đến 80 mấy triệu vẫn có một Superim. Thì em mới cân nhắc cái giá cả cho anh chị, cam vẫn còn 7 màu, còn óng ánh ở đây mà. Thì anh chị thấy những con xe nào nó vô được cái kèo, nhìn là thấy là hết rồi, cốt trước chưa mở, em bao ngày vỏ trước còn theo xe. Nhưng vỏ trước dựng nứt anh. Thấy không, là nứt là vỏ chiên còn. Có 15.000 thì thay vỏ làm gì đúng không, nó còn nguyên thủy, em sẽ báo chính xác. Rồi đây con Future X, nói chung xe này cũng có dọn một vài phần tử nhỏ nghe. Future X thì X kim, nhưng con này cũng là khá thẳng. Thì nó chỉ bằng tiền một con quay A thôi. Nếu cô chú chịu tiền xa người lớn tuổi mình á, mua quay A chạy thì mua con này, mua con này. Niền trước niền sau vô si còn nghe. Xe đẹp bẩm sinh, chứ không phải đẹp thẩm mỹ xì ba nghe. Đẹp bẩm sinh thì nó cũng đều vậy đó. Anh chị coi lớp chân giò nè. Rồi đưa cho anh chị mình 22 củ 5. Thôi bán đi, bán 22 củ thôi, giảm cái thì tới đâu tới. Anh hiểu coi thương thì chia sẻ với em. 51S9 nha. Quay rõ ràng chi tiết nha, chứ không bao giờ quay tầm bậy. Còn đây cũng là một là cái bệnh này, bệnh mua xe anh chị này. Em mua 38 cũ này. Anh chị coi được không? Quay cho vui thôi nha. Chắc anh chị nghĩ là mua không được con xe này. Tại vì một ẹt 135 đúng 2014, xe chạy đúng 1.000 mấy cây, bây giờ em chạy lên trên 2.000 rồi. Xe em vỏ trước vỏ sau còn chưa tăng xăng. Nói vậy anh chị biết rồi. Chưa tăng xăng, lò xo ốc nháy còn chín màu của bô xanh đồng súng. Hai chìa khóa, một chìa rút ra, một chìa để trong nhà luôn. Đó, anh chị coi. Thấy chưa đó, em có xe, em chỉ coi từng con ốc. Đây, nó như vậy nè. Thì thử là em mua gì em để em cặp xe, nhiều khi có con quanh tay, có con kim. Thì ai mua thì thích, thì đam mê em chia sẻ. Còn có để thì em chạy vòng vòng cà phê. Nói chung nó cũng là nghề của mình mà. Cũng để làm cái ấn tượng. Còn thử nhiều khi có xe điện hết đời rồi. Kiếm cũng có, nhưng mà là không khó chị. Có đó, nhưng mà cũng cực đó. Nhiều khi đi tầng anh chị đây chưa chắc kiếm được xe như ý mình, tức là nhiều khi mua bán ở trên trang mạng cũng có một cái lợi thế.
nhiều khi anh chị không cần đi đâu, ở nhà coi có thấy cái này là phù hợp mà em diễn tả đúng hay không thì bà con mình cứ vô chia sẻ xong xuôi rồi cái bắt đầu chốt like, em ship xe đi cho anh chị chứ có gì đâu. Còn những cái gì lỗi em phải nói lỗi, sai mà nói sai, còn cục máy thì thật ra em chưa có chạy hết được 100%, thì nói cô chú anh chị mình em đâu phải là đi mua xe cũ mà anh chị kêu phải chạy thử 50 cây số chiếc xe về trải nghiệm dùm. Sao hôm đây ngày anh chị chạy được như chiếc xe mấy trăm xe sao chạy, thì đôi khi trong cái xe cũ á thì nó phải có một cái điểm lỗi lầm 1-2 chiếc, nhưng mà không đáng kể thì anh chị hỗ trợ dùm em. Còn anh chị ở xa mà mua trong vòng 1 tuần á hay là 5-6 ngày mà đủ những cái xe bị trục trặc cái gì, anh chị muốn đổi lại giá khác số tiền anh chị vẫn còn nguyên. Còn đặc biệt bên em bán hàng không bao giờ nói gian nói dối, cái gì chính xác có thì em nói. Còn có sự rủi ro mà anh chị làm thợ mộc còn đập đinh mà chạy xe ngoài đường còn va quẹt, huống chi anh chị nói cái xe cũ mà trong cái sự sơ suất của nó cũng như cái nhà sản xuất bóng đèn này thôi. Đôi khi anh chị thấy mà có bóng đèn đường ngon lành để các em đem về cái bữa thấp đúng 1 tuần cái có bóng đất mất, cái đổ thừa cái ông bán cái bóng đèn đất, có cái mình thấp mấy tháng là đất. Tại sao những cái còn tốt và những cái còn không tốt đó là cũng là lý do của một cái lĩnh vực hay xui. Nhiều cái xe mới trong hãng anh chị mua về tự nhiên chết bô ri này nọ, đó là mình bán hàng á mình có đưa sự thật và nói sự thật của bà con mình rất là tâm huyết này. Chia sẻ với em cũng nói thật lòng. Còn những con xe của em là xe cột, xe can, xe nào mới nói gì hết, không có nói hơi hai ba dòng này. Làm người mà hoặc là thất tính là thất tính, một lần mất tính là vạn lần mất tính. Em đâu muốn làm gì đâu, em cũng muốn đi tốt cho anh chị mình có chiếc xe đi lại cho nó ngon, em đâu cũng muốn bán lừa lỗi đâu. Nhưng mà thật ra nhiều khi em đâu có mua rẻ được đâu. Anh chị biết em xách cái xe em đi 2 ngày, cái tâm sự chút vui nghe. Đi 2 ngày mua được 2 chiếc xe. Mà mình mua cái đồ ngon nó không có rẻ, mà mua đồ rẻ làm sao ngon được. Tình tưởng là anh chị cứ lưu tâm chia sẻ với em đi. Nữa là ai cũng nói thật tâm mà thực tế như vậy. Hồi cuối cùng thì sáng giờ em làm đấy cũng rất là nhiều, cũng hơi bị than cổ. Thì thôi có gì là trong clip này là em có nói những lời không hay ý đẹp, không ý không đẹp lời không hay, thì mong anh chị thông cảm bỏ qua cho. Và cuối cùng em xin cầu chúc cho cô dì chú bác anh chị bà con trên mọi miền tổ quốc một lời bình an, luôn luôn hạnh phúc với gia đình cùng người thân trong cuộc sống, luôn tiến tới tương lai một điều tốt đẹp nhất. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo.